Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trường với Công ty Cổ phần Hợp tác Đầu tư Giáo dục Quốc tế Tín Phát, gọi tắt là công ty Tín Phát. Theo đó, hai đơn vị hợp tác tuyển sinh và đào tạo theo đơn đặt hàng. Cụ thể, sẽ phối hợp với các đơn vị hỗ trợ tạo điều kiện để sinh viên ở tất cả các nghề, các lĩnh vực được tham gia trải nghiệm lao động, làm việc có thời hạn ở Nhật Bản. Qua đây nhằm tạo điều kiện cho sinh viên của trường tiếp cận với các thông tin và có nhiều cơ hội ra nước ngoài học tập, làm việc, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, tác phong trong thời kỳ hội nhập. Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ hiện đang đào tạo gần 3.000 học sinh sinh viên chính quy, với tỷ lệ học sinh sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt trên 91%. Trường ký kết thỏa thuận hợp tác với trên 40 công ty doanh nghiệp trong đào tạo thực hành thực tập cho sinh viên và giải quyết việc làm.